Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Sách Giô-suê, chương 1. Sau khi Môi-se tôi tớ của Đức Giê-hô-va qua đời, Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê con trai của Nun, tôi tớ của Môi-se mà rằng: Môi-se, tôi tớ ta đã chết. Bây giờ ngươi và cả dân sự này hãy đứng dậy đi qua sông Giô-đan, đặng vào xứ mà ta ban cho dân Israel. Phàm nơi nào bàn chân các ngươi đạp đến thì ta ban cho các ngươi, y như ta đã phán cùng Môi-se. Địa phận các ngươi sẽ lan ra từ đồng vắng và Liban này cho đến sông cái là sông Euphrat, tràn cả xứ dân Hê-tít cho đến biển cả về hướng mặt trời lặn. Trọn đời ngươi sống thì chẳng sẽ ai được chống cự trước mặt ngươi. Ta sẽ ở cùng ngươi như ta đã ở cùng Môi-se. Ta sẽ không lìa ngươi, không bỏ ngươi đâu. Hãy vững lòng bền chí, vì ngươi sẽ dẫn dân này đi nhận lấy xứ mà ta đã thề cùng tổ phụ ban cho chúng nó. Chỉ hãy vững lòng bền chí và cẩn thận làm theo hết thảy luật pháp mà Môi-se tôi tớ ta đã truyền cho ngươi, chớ xây qua bên hữu hoặc bên tả, để hễ ngươi đi đâu cũng đều được thịnh vượng. Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy, ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Ta há không có phán dặn ngươi sao? Hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng, vì Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi, vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi. Bây giờ Giô-sê truyền lệnh cho các quan trưởng của dân sự mà rằng: Hãy chạy khắp trại quân truyền lệnh này cho dân sự rằng: Hãy sắm sẵn thực vật, vì trong 3 ngày nữa các ngươi sẽ đi ngang qua sông Giô-đan này, đặng đánh lấy xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi ban cho mình làm sản nghiệp. Giô-suê cũng nói cùng người Ru-bên, người Gác và phân nửa chi phái Ma-na-se mà rằng: Hãy nhớ lại điều Môi-se tôi tớ Giê-hô-va đã dặn các ngươi khi người có nói: Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã cho các ngươi an nghỉ và ban xứ này cho các ngươi. Vợ, con nhỏ và bầy súc vật các ngươi sẽ ở trong xứ mà Môi-se ban cho các ngươi về phía bên này sông Giô-đan. Nhưng các ngươi, tức là hết thảy người mạnh dạn, phải cầm binh khí đi ngang qua trước anh em mình và giúp đỡ họ, cho đến chừng nào Đức Giê-hô-va ban sự an nghỉ cho anh em các ngươi, y như đã ban cho các ngươi, và đến khi họ cũng đã nhận được xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi ban cho. Đoạn, các ngươi sẽ trở về xứ mình, là xứ Môi-se, tôi tớ của Đức Giê-hô-va, đã ban cho các ngươi ở phía bên này sông Giô-đanh, về hướng mặt trời mọc, rồi các ngươi sẽ lấy nó làm sản nghiệp. Những người ấy thưa cùng Giô-suê rằng: Chúng tôi sẽ làm mọi điều ông dặn biểu và đi khắp nơi nào ông sai. Chúng tôi sẽ vâng theo ông trong mọi việc y như đã vâng theo Môi-se. Chính nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời ông ở cùng ông y như Ngài đã ở cùng Môi-se vậy. Phàm ai nghịch mạng, không vâng theo lời ông trong mọi điều ông dặn biểu chúng tôi, thì người đó sẽ bị xử tử. Chỉ ông hãy vững lòng bền chí. Chương 2. Giô-suê, con trai của Nun, từ Si-tim mật sai 2 người do thám mà rằng: Hãy đi do thám xứ, nhất là Jericho. Vậy 2 người ấy đi đến nhà của một kỵ nữ tên là Ra-háp và ngủ tại đó. Người ta bèn tâu cùng vua Jericho rằng: Kìa, đêm nay có người trong dân Israel đã đến do thám xứ. Vua Jericho sai nói cùng Ra-háp rằng: Hãy đuổi 2 người đã đến vào nhà ngươi, vì họ đến đặng do thám cả xứ. Nhưng người đàn bà đem giấu 2 người này rồi đáp rằng: Quả thật họ đã tới nhà tôi, nhưng chẳng biết ở đâu đến. Song vào buổi tối cửa thành hầu đóng, 2 người ấy đi ra, tôi không biết đi đâu.
hãy mau đuổi theo, vì các ngươi theo kịp được. Vả, nàng có biểu hai người leo lên mái nhà, giấu dưới cọng gai mà nàng rải ở trên mái. Những người của vua đuổi theo họ về hướng sông Giô-đanh cho đến chỗ cạn. Vừa khi những người đuổi theo đó ra khỏi thành, thì người ta đóng cửa thành. Trước khi hai người Do Thám chưa nằm ngủ, nàng leo lên mái nhà mà nói rằng: Tôi biết rằng Đức Giê-hô-va đã ban cho các ông xứ này sự kinh khủng vì cớ các ông đã bắt lấy chúng tôi, và cả dân của xứ đều sờn lòng trước mặt các ông. Vì chúng tôi có hay khi các ông ra khỏi xứ Ai Cập thì Đức Giê-hô-va đã khiến nước biển đỏ bày khô trước mặt các ông. Và điều các ông đã làm cho Si-hôn và Hóc, hai vua dân Amorít ở bên kia sông Giô-đanh mà các ông đã diệt đi. Chúng tôi có hay điều đó, lòng bèn tan ra, chẳng ai trong chúng tôi còn can đảm trước mặt các ông nữa. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ông là Đức Chúa Trời ở trên trời cao kia và ở dưới đất thấp này. Vậy bây giờ, vì tôi đã làm nhân cho hai ông, thì hai ông cũng phải làm nhân lại cho nhà cha tôi. Hãy chỉ Đức Giê-hô-va mà thề cùng tôi và cho một dấu quả quyết rằng các ông sẽ để cha mẹ, anh em, chị em tôi và hết thảy người bà con của họ đều còn sống cùng cứu chúng tôi khỏi chết. Hai người đáp rằng: Mạng chúng ta sẽ đền cho mạng nàng. Nếu nàng không cho lậu việc chúng ta ra, thì chúng ta sẽ đãi nàng cách nhân từ và thành tín khi Đức Giê-hô-va ban xứ cho chúng ta. Vậy, nàng dùng một sợi dây thòng hai người xuống nơi cửa sổ, vì nhà nàng ở tại trên vách thành. Nàng nói rằng: Hãy đi đến núi, kẻo những người đuổi theo gặp các ông chăng. Hãy ẩn đó 3 ngày, cho đến chừng nào những người đuổi theo trở về. Sau rồi các ông hãy đi đường. Vả hai người nói cùng nàng rằng: Này, thế nào chúng ta sẽ khỏi mắc lời thề mà nàng đã bắt ta thề? Khi nào chúng ta vào xứ, nàng phải cột sợi chỉ điều này nơi cửa sổ mà nàng dòng chúng ta xuống, rồi nhóm hiệp cha mẹ, anh em và hết thảy bà con của nàng lại trong nhà mình. Phàm ai trong các người đó đi ra ngoài cửa nhà nàng, thì huyết người ấy sẽ đổ lại trên đầu người và chúng ta vô tội. Nhưng nếu ai tra tay vào người nào ở cùng nàng trong nhà, thì huyết của người đó sẽ đổ lại trên đầu chúng ta. Còn nếu nàng cho lậu việc chúng ta, ắt chúng ta sẽ khỏi mắc lời mà nàng đã bắt chúng ta thề. Nàng bèn đáp: Khá y lời hai ông đã nói. Đoạn nàng cho hai người đi, và hai người liền đi. Nàng bèn cột sợi chỉ điều nơi cửa sổ. Vậy hai người đi đến núi, ở đó 3 ngày, cho đến khi những người đuổi theo mình trở về. Mấy người ấy kiếm họ cùng đường nhưng không gặp. Hai người Do Thám bèn đi xuống núi trở về. Khi đã qua sông Giô-đanh rồi, thì đến gần Giô-suê con trai Nun, thuật cho người mọi điều đã xảy ra. Hai người nói cùng Giô-suê rằng: Quả thật, Đức Giê-hô-va đã phó cả xứ vào tay chúng ta, và lại hết thảy dân của xứ đều sờn lòng trước mặt chúng ta. Chương 3. Giô-suê dậy sớm ở Si-tim, đi cùng hết thảy dân Israel đến mé sông Giô-đanh và ngủ đêm tại đó trước khi qua sông. Cuối 3 ngày, các quan trưởng đi khắp trại quân truyền lệnh này cho dân sự rằng: Khi các ngươi thấy những thầy tế lễ về dòng Lê-vi khiêng hòm giao ước của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, thì phải bỏ chỗ đóng trại mình mà đi theo sau. Sông Lê giữa khoảng các ngươi và hòm giao ước phải cách chừng 2000 thước, chớ đến gần, hầu cho các ngươi có thể biết đường mình phải đi theo, vì các ngươi chưa hề đi đường này bao giờ. Giô-suê cũng nói cùng dân sự rằng: Hãy làm cho mình ra thánh, vì ngày mai Đức Giê-hô-va sẽ làm những việc lạ lùng giữa các ngươi. Đoạn Giô-suê nói cùng những thầy tế lễ rằng: Hãy khiêng hòm giao ước đi qua trước dân sự. Vậy những thầy tế lễ khiêng hòm giao ước và đi đầu dân sự. Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê rằng: Ngày nay ta khởi tôn ngươi lên trước mặt cả Israel, để chúng nó biết rằng ta sẽ ở cùng ngươi như ta đã ở cùng Môi-se vậy. Ngươi phải truyền lệnh này cho những thầy tế lễ khiêng hòm giao ước: Khi nào các ngươi đến mé sông Giô-đanh thì hãy dừng lại tại giữa sông. Giô-suê bèn nói cùng dân Israel rằng:
hãy lại gần, nghe lời của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. Đoạn người nói, nhờ điều này, các ngươi sẽ biết rằng Đức Chúa Trời hằng sống ngự giữa các ngươi, và Ngài sẽ đuổi khỏi trước mặt các ngươi dân Canaan, dân Hê-tít, dân Hê-vít, dân Phê-rê-xít, dân Ghi-rê-ga-xít, dân Amorít và dân Giê-bu-xít. Này, hòm giao ước của Chúa cả thế gian đi trước các ngươi vào sông Giô-đanh. Vậy, hãy chọn 12 người của các chi phái Israel, mỗi chi phái một người. Và khi những thầy tế lễ khiêng hòm giao ước của Đức Giê-hô-va là Chúa cả thế gian mới để bàn chân mình dưới nước sông Giô-đanh, thì nước của sông, tức nước từ nguồn chảy xuống, sẽ chia ra và dồn lại thành một đống. Khi dân sự bỏ các trại mình đặng đi qua sông Giô-đanh, thì những thầy tế lễ khiêng hòm giao ước ở trước mặt dân sự. Và trọn lúc mùa gặt, sông Giô-đanh tràn lên khỏi bờ. Khi các người khiêng hòm đến sông Giô-đanh và chân của những thầy tế lễ khiêng hòm mới bị ướt nơi mé nước, thì nước ở trên nguồn thường chảy xuống bèn dừng lại, dồn thành một đống, xa ra một khoảng đến thành Adam, là thành ở bên cạnh xác thang. Còn nước chảy đến biển đồng bằng, tức biển mặn, đã rẽ đoạn ra. Rồi dân sự đi qua đối ngang Jericho. Những thầy tế lễ khiêng hòm giao ước của Đức Giê-hô-va dừng chân vững trên đất khô giữa sông Giô-đanh, trong khi cả Israel đi qua trên đất khô, cho đến chừng cả dân đã qua khỏi sông Giô-đanh rồi. Chương 4. Khi cả dân đã qua khỏi Giô-đanh rồi, Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Giô-suê rằng, hãy chọn trong dân sự 12 người, mỗi chi phái một người, rồi truyền lệnh này cho các người đó. Hãy lấy 12 hòn đá tại đây giữa sông Giô-đanh, từ nơi chân những thầy tế lễ đứng vững, rồi đem nó theo và đặt tại chỗ các ngươi sẽ ngủ ban đêm. Vậy, Giô-suê gọi 12 người mà mình đã chọn trong dân Israel, mỗi chi phái một người, mà truyền rằng, hãy đi qua trước hòm của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi tại giữa sông Giô-đanh, rồi mỗi người theo số chi phái Israel phải vác một hòn đá trên vai mình, hầu cho điều đó là một dấu ở giữa các ngươi. Về sau, khi con cháu các ngươi hỏi rằng những hòn đá này có nghĩa chi, thì hãy đáp rằng ấy là nước sông Giô-đanh đã rẽ ra trước hòm giao ước của Đức Giê-hô-va. Khi hòm đi ngang qua sông Giô-đanh thì nước sông bèn rẽ ra. Các hòn đá này dùng cho dân Israel làm kỷ niệm đời đời. Vậy dân Israel làm theo điều Giô-suê đã biểu, bèn lấy 12 hòn đá ở giữa sông Giô-đanh theo số chi phái dân Israel và đem nó theo cùng mình đến chỗ nào phải ngủ ban đêm, rồi đặt tại đó y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Giô-suê. Giô-suê cũng dựng 12 hòn đá giữa sông Giô-đanh tại nơi chân những thầy tế lễ khiêng hòm giao ước đã đứng. Các hòn đá ấy hãy còn ở đó cho đến ngày nay. Những thầy tế lễ khiêng hòm đều đứng giữa sông Giô-đanh cho đến chừng nào đã làm xong mọi việc mà Đức Giê-hô-va đã dặn biểu Giô-suê truyền lại cho dân sự, theo mạng lệnh mà Môi-se đã truyền cho Giô-suê. Dân sự bèn lật đật đi qua sông. Khi cả dân sự đã đi qua sông rồi, thì hòm của Đức Giê-hô-va và những thầy tế lễ cũng đi qua trước mặt dân sự. Con cháu Ru-bên, con cháu Gát và phân nửa chi phái Ma-na-se cầm binh khí đi trước dân Israel y như Môi-se đã dặn biểu họ. Có chừng 40 người sắm sửa ra trận, đi qua trước mặt Đức Giê-hô-va, đến trong đồng bằng Jericho đặng đánh giặc. Ngày đó, Đức Giê-hô-va khiến Giô-suê được tôn trọng trước mặt cả Israel, và chúng kính sợ người trọn đời người như đã kính sợ Môi-se vậy. Và Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê rằng, hãy truyền cho những thầy tế lễ khiêng hòm bản chứng đi lên khỏi sông Giô-đanh. Giô-suê bèn truyền lệnh cho những thầy tế lễ rằng, hãy đi lên khỏi Giô-đanh. Khi những thầy tế lễ khiêng hòm giao ước của Đức Giê-hô-va đã lên khỏi giữa sông, và bằng chân họ dỡ lên đặng bước trên đất khô rồi, thì nước sông Giô-đanh trở lại chỗ cũ và chảy tràn ra khắp mé như trước. Ngày mùng 10 tháng Giêng, dân sự đi lên khỏi sông Giô-đanh và đóng trại tại Ginh-ganh ở cuối phía đông Jericho. Giô-suê dựng tại Ginh-ganh 12 hòn đá mà dân chúng đã lấy dưới sông Giô-đanh. Đoạn người nói cùng dân Israel rằng, về sau,
khi con cháu các ngươi hỏi cha mình rằng, các hòn đá này có nghĩa gì? Thì các ngươi sẽ dạy con cháu mình mà rằng, Israel đã đi qua sông Giô-đanh trên đất khô, vì Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi đã làm cho sông Giô-đanh bày khô trước mặt các ngươi, cho đến chừng nào các ngươi đã qua khỏi. Y như Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi đã làm tại biển đỏ, khiến cho nó bày khô trước mặt chúng ta, cho đến chừng nào chúng ta đã qua khỏi, hầu cho các dân tộc thế gian biết rằng tay của Đức Giê-hô-va là rất mạnh, và cho các ngươi kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi luôn luôn. Sách Khải Huyền, chương 6. Tôi nhìn xem, khi chiên con mở ấn thứ nhất trong bảy ấn, thì tôi thấy một con trong bốn con sinh vật nói tiếng như sấm rằng, hãy đến. Tôi nhìn xem, thấy một con ngựa bạch. Người cưỡi ngựa có một cái cung, có kẻ ban cho người một cái mão triều thiên, và người đi như kẻ đã thắng, lại đến đâu cũng thắng. Khi chiên con mở ấn thứ nhì, tôi nghe con sinh vật thứ nhì nói, hãy đến. Liền có con ngựa khác sắc hồng hiện ra. Kẻ ngồi trên ngựa được quyền cất lấy cuộc hòa bình khỏi thế gian, hầu cho người ta giết lẫn nhau, và có kẻ ban cho người một thanh gươm lớn. Khi chiên con mở ấn thứ ba, tôi nghe con sinh vật thứ ba nói, hãy đến. Tôi nhìn xem, thấy một con ngựa ô. Kẻ ngồi trên ngựa tay cầm cái cân. Tôi lại nghe ở giữa bốn con sinh vật như có tiếng nói rằng, một đấu lúa mì bán một denier, ba đấu mạch nha bán một denier, còn dầu và rượu chớ động đến. Khi chiên con mở ấn thứ tư, tôi nghe con sinh vật thứ tư nói, hãy đến. Tôi nhìn xem, thấy một con ngựa vàng vàng hiện ra. Người cưỡi ngựa ấy tên là Sự Chết, và âm phủ theo sau người. Họ được quyền trên một góc tư thế gian, đặng sát hại dân sự bằng gươm dao, bằng đói kém, bằng dịch lệ và bằng các loài thú dữ trên đất. Khi chiên con mở ấn thứ năm, tôi thấy dưới bàn thờ có những linh hồn của kẻ đã chịu giết vì đạo Đức Chúa Trời và vì lời chứng họ đã làm. Chúng đều kêu lên lớn tiếng rằng, lạy Chúa là đấng thánh và chân thật. Chúa trì hoãn xét đoán và chẳng vì huyết chúng tôi báo thù những kẻ ở trên đất cho đến chừng nào. Có kẻ bèn cho họ mỗi người một cái áo trắng dài và có lời phán rằng, phải ở yên ít lâu nữa cho đến khi được đủ số người cùng làm việc và anh em mình phải bị giết như mình vậy. Tôi nhìn xem, khi chiên con mở ấn thứ sáu, thì có một cơn động đất lớn. Mặt trời bèn trở nên tối tăm như túi lông đen, cả mặt trăng trở nên như huyết. Các vì sao trên trời sa xuống đất như những trái xanh của một cây vả bị cơn gió lớn lung lay rụng xuống. Trời bị dời đi như quyển sách cuốn tròn, và hết thảy các núi các đảo bị quăng ra khỏi chỗ mình. Các vua ở trên đất, các quan lớn, các tướng quân, các kẻ giàu, các kẻ quyền thế, các kẻ tôi mọi, các người tự chủ đều ẩn mình trong hang hố cùng hòn đá lớn trên núi. Chúng nói với núi và đá lớn rằng, hãy rơi xuống chận trên chúng ta, đặng tránh khỏi mặt của đấng ngự trên ngôi và khỏi cơn giận của chiên con. Vì ngày thạnh nộ lớn của Ngài đã đến, còn ai đứng nổi? Chương 7. Sau việc ấy, tôi thấy bốn vị thiên sứ đứng ở bốn góc đất, cầm bốn hướng gió lại, hầu cho không gió nào thổi trên đất, trên biển hay là trên cây nào. Tôi lại thấy một vị thiên sứ khác từ phía mặt trời mọc mà lên, cầm ấn của Đức Chúa Trời hằng sống. Người cả tiếng kêu bốn vị thiên sứ đã được quyền làm hại đất cùng biển và bảo rằng, chớ làm hại đất, biển và cây cối cho đến chừng nào chúng ta đã đóng ấn trên trán những tôi tớ Đức Chúa Trời chúng ta. Tôi lại nghe số người được đóng ấn là 14.000 người được đóng ấn từ trong các chi phái dân Israel. Trong chi phái Juda, 12.000 người được đóng ấn. Trong chi phái Ruben, 12.000. Trong chi phái Gác, 12.000. Trong chi phái Ashe, 12.000. Trong chi phái Nephtali, 12.000. Trong chi phái Manasse, 12.000. Trong chi phái Simeon, 12.000. Trong chi phái Levi, 12.000. Trong chi phái Issachar, 12.000. Trong chi phái Sabulon, 12.000.
trong chi phái Joseph 12,000, trong chi phái Benjamin 12,000 đều được đóng ấn. Sự ấy đoạn, tôi nhìn xem, thấy vô số người, không ai đếm được, bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng mà ra. Chúng đứng trước ngôi và trước chiên con, mặc áo dài trắng, tay cầm nhành chà là, cất tiếng lớn kêu rằng: sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời ta, là đấng ngự trên ngôi và thuộc về chiên con. Và hết thảy thiên sứ đứng vòng chung quanh ngôi và chung quanh các trưởng lão cùng bốn con sanh vật, sắp mặt xuống trước ngôi và thờ lại Đức Chúa Trời mà rằng: Amen. Sự ngợi khen, vinh hiển, khôn ngoan, chúc tạ, tôn quý, quyền phép và sức mạnh đều về Đức Chúa Trời chúng ta đời đời vô cùng. Amen. Bây giờ một trưởng lão cất tiếng nói với tôi rằng: những kẻ mặc áo dài trắng đó là ai và bởi đâu mà đến? Tôi thưa rằng: lạy Chúa biết điều đó. Người lại phán cùng tôi rằng: đó là những kẻ ra khỏi cơn đại nạn, đã giặt và phiếu trắng áo mình trong huyết chiên con. Ấy vì đó mà chúng được ở trước ngôi Đức Chúa Trời và ngày đêm hầu việc Ngài trong đền Ngài. Còn đấng ngồi trên ngôi sẽ che chở chúng dưới trại Ngài. Chúng sẽ không đói, không khát nữa, cũng không có mặt trời hoặc cơn nắng gắt nào hại đến mình. Vì chiên con ở giữa ngôi sẽ chăn giữ và đưa chúng đến những suối nước sống. Đức Chúa Trời sẽ lau hết nước mắt nơi mắt chúng. Chương 8. Khi chiên con mở ấn thứ bảy, trên trời yên lặng chừng nửa giờ. Tôi thấy bảy vị thiên sứ đứng trước mặt Đức Chúa Trời và có người trao cho bảy ống loa. Đoạn, một vị thiên sứ khác đến, đứng bên bàn thờ. Người cầm lư hương vàng và được nhiều hương để dâng hương ấy trên bàn thờ bằng vàng ở trước ngôi với các lời cầu nguyện của mọi thánh đồ. Khói hương từ tay thiên sứ bay lên trước mặt Đức Chúa Trời với những lời cầu nguyện của các thánh đồ. Thiên sứ lấy lư hương, dùng lửa nơi bàn thờ bỏ đầy vào rồi quăng xuống đất, liền có sấm sét, các tiếng chớp nhoáng và đất động. Bảy vị thiên sứ cầm bảy ống loa bèn sửa soạn thổi. Vị thứ nhất thổi loa thì có mưa đá và lửa pha với huyết bị quăng xuống đất. Một phần ba đất bị cháy, một phần ba loài cây bị cháy và mọi giống cỏ xanh đều bị cháy. Vị thiên sứ thứ nhì thổi loa bèn có một khối tựa như hòn núi lớn toàn bằng lửa bị ném xuống biển. Một phần ba biển biến ra huyết, một phần ba sanh vật trong biển chết hết và một phần ba tàu bè cũng bị hủy hết. Vị thiên sứ thứ ba thổi loa thì một ngôi sao lớn ở trên trời rơi xuống, cháy có ngọn như một bó đuốc. Ngôi sao ấy rơi vào một phần ba các sông lớn và các suối nước. Tên ngôi sao đó là Ngải Cứu. Một phần ba nước biến ra như mùi ngải cứu và làm chết mất nhiều người ta vì đã biến thành ra đắng. Vị thiên sứ thứ tư thổi loa thì một phần ba mặt trời bị hại, một phần ba mặt trăng và một phần ba các ngôi sao cũng vậy. Hầu cho một phần ba các vì sáng ấy đều bị tối tăm và hầu cho ban ngày mất một phần ba sáng và ban đêm cũng vậy. Bây giờ tôi nhìn xem, nghe chim phụng hoàng bay giữa trời kêu tiếng lớn rằng: khốn thay, khốn thay, khốn thay cho những dân sự trên đất vì cớ tiếng loa mà ba vị thiên sứ khác còn phải thổi nữa. Thi Thiên 51. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy thương xót tôi tùy lòng nhân từ của Chúa. Xin hãy xóa các sự vi phạm tôi theo sự từ bi rất lớn của Chúa. Xin hãy rửa tôi cho sạch hết trọi gian ác và làm tôi được thanh khiết về tội lỗi tôi. Vì tôi nhận biết các sự vi phạm tôi, tội lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi. Tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi, và làm điều ác trước mặt Chúa. Hầu cho Chúa được xưng công bình khi Chúa phán, và được thanh sạch khi Chúa xét đoán. Kìa, tôi sinh ra trong sự gian ác, mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi. Này, Chúa muốn sự chân thật nơi bề trong, Chúa sẽ làm cho tôi được biết sự khôn ngoan trong nơi bí mật của lòng tôi. Xin hãy lấy chùm kinh giới tẩy sạch tội lỗi tôi, thì tôi sẽ được tinh sạch. Cầu Chúa hãy rửa tôi
thì tôi sẽ nên trắng hơn tuyết. Hãy cho tôi nghe sự vui vẻ mừng rỡ để các xương cốt mà Chúa đã bẻ gãy được khoái lạc. Xin Chúa ngoảnh mặt khỏi các tội lỗi tôi và xóa hết thảy sự gian ác tôi. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng. Xin chớ từ bỏ tôi khỏi trước mặt Chúa, cũng đừng cất khỏi tôi Thánh Linh Chúa. Xin hãy ban lại cho tôi sự vui vẻ về sự cứu rỗi của Chúa, dùng thần linh sẵn lòng mà nâng đỡ tôi. Bây giờ tôi sẽ dạy đường lối Chúa cho kẻ vi phạm và kẻ có tội sẽ trở về cùng Chúa. Hỡi Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi. Xin giải tôi khỏi tội làm đổ huyết thì lưỡi tôi sẽ hát ngợi khen sự công bình của Chúa. Chúa ơi, xin mở môi tôi, rồi miệng tôi sẽ truyền ra sự ngợi khen Chúa. Vì Chúa không ưa thích của lễ, bằng vậy tôi chắc đã dâng. Của lễ thiêu cũng không đẹp lòng Chúa. Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm thần đau thương. Đức Chúa Trời ơi, lòng đau thương thống hối, Chúa không khinh dễ đâu. Cầu xin Chúa hãy làm lành cho Si-ôn tùy ý tốt Ngài. Hãy xây cất các vách tường của Jerusalem. Bây giờ Chúa sẽ ưa thích các của lễ công bình, của lễ thiêu và các con sinh dâng trọn. Bây giờ người ta sẽ dâng bò đực trên bàn thờ của Chúa. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.